Thầy xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn phần cuối cùng của đề chuyên Anh Thanh Hóa năm 2024, phần viết câu. Đề thi này bạn tải trong quyển này nè, trên page ở với tôi nội của thầy á, hoặc trong quyển này nè, hơn 100 đề thi thầy hướng dẫn trên kênh YouTube các bạn nha. Đề Thanh Hóa ở các video trước đó thầy đã nói ra về phần nghe và thầy đã hướng dẫn phần phát âm, word form, phần chia thì, sửa lỗi sai các bạn nha, phần ngữ pháp, phần close test nè, phần guided nè, phần đọc hiểu các bạn nha. Thì ở trong video này thầy sẽ hướng dẫn phần cuối cùng nè, đó chính là phần viết câu. Chúng ta sẽ làm phần viết câu các bạn nhé. Câu số 1 các bạn nè. Câu số 1. Bố mẹ anh ấy đã khuyến khích anh ấy. Đó là lý do tại sao anh ấy đã thành công. Khuyến khích chưa? Khuyến khích rồi. Thành công chưa? Thành công rồi. Bây giờ các bạn nói là nếu không vì, thì đây chính là câu if loại 3 các bạn nha. Bởi vì nói trái với quá khứ. Nếu không nhờ sự khuyến khích của bố mẹ anh ấy. Đây là if loại 3 đó. But for là một dạng if loại 3 các bạn nha. Bạn nào muốn nắm rõ hơn về if loại 3 cao cấp á, xem trong destination C1, C2 này. Rồi thầy viết khúc này, khúc này bình thường nè, encouragement nè, nếu không nhờ sự khuyến khích động viên của bố mẹ anh ấy thì anh ấy sẽ không thành công. Anh ấy là Tom các bạn nè, là Tom nè. Rồi thầy viết nha, sẽ không nè. Các bạn dùng chữ would cũng được nha, could, couldn't đi, have, rồi succeed nha, trong cái nghề nghiệp của nó. Xong. Câu số 1 thì đã xong các bạn nè. Cơ bản rằng trong câu này bạn nào dùng chữ would cũng được nha. Would hoặc could nè. Thầy đã xong câu số 1. Bạn Shirose Nakamura là đúng nha. Bạn Ngọc, bạn Gia Hưng nè. Vân vân nè. Đã viết câu rất tốt nè. Câu số 1 thầy đã xong. Mấy cái câu này, mấy câu cổ điển đó bác. Bạn nào luyện nhiều đề thi á, gặp hoài luôn. Thầy thấy nhiều đề thi lắm. Nó hầu như 9 tháng từ khi ông này ngừng đăng ký cái tạp chí. Có nghĩa rằng ông này hủy cái sự đăng ký của ông ấy cho cái tạp chí đó cách đây gần 9 tháng. Đó, cơ bản rằng cái câu này đó bác. Các bạn hay gặp lắm, thầy biết nè. Ông này hủy cái sự đăng ký của ông ấy. His nè. Subscription nha. Bạn nào mà viết cái từ subscription này sai là bị trừ điểm đó nha. Cho cái tạp chí đó. Tu đá nè. Magazine nha. Cách đây gần 9 tháng. Bạn nào không có chữ almost là bị trừ điểm nha. Bạn nào bỏ chữ almost á, bạn nào bỏ chữ almost này nè, bạn sẽ bị trừ điểm đó. 9 tháng khác, gần 9 tháng khác các bạn nha. Đó, 9 tháng khác, gần 9 tháng khác, không có chữ almost là bị trừ điểm này. Thầy thấy các bạn chả các bạn nào có chữ almost hết. Nha, thầy thấy chả các bạn nào có chữ almost hết. Thỉnh thoảng chữ ở bao á, thỉnh thoảng chữ ở bao á, cẩn thận không thôi sao sai. Thầy một câu số 3 các bạn nè. Câu số 3 thì trong câu số 3, tôi hiện tại, tôi chắc chắn là hiện tại bạn đang tự hỏi tại sao bạn không, tại sao tôi không gọi cho bạn một thời gian dài. Hiện tại tôi chắc chắn là hiện tại bạn đang tự hỏi tại sao tôi không gọi cho bạn một thời gian dài. Tại sao thầy cứ nhấn mạnh là hiện tại? Bởi vì thầy sẽ nghĩ bạn
dễ sai. Đây là hiện tại tiếp diễn nè. Bạn thấy nè, có nhiều câu chỗ này nó cho thì quá khứ là viết khác. Còn chỗ này người ta cho hiện tại là bạn là viết khác. Đây chính là câu suy luận ở hiện tại. Câu suy luận chắc chắn ở hiện tại. Đó, thầy thấy các bạn sai rồi đó. Nè, thầy thấy các bạn có một bạn sai nè. Thầy nói sai đừng ngại hết nha. Bình thường thôi. Làm bài là sai đúng là bình thường. Bạn viết thế này nè. Have wonder. Đó. Bạn viết là have wonder. Thì bạn sai kép luôn á. Bạn sai kép luôn á. Đáng lẽ là bạn phải viết thế này nè. Nếu bạn suy luận quá khứ chắc chắn, bạn viết thế này nè. Nếu suy luận quá khứ chắc chắn, chỗ này người ta cho là quá khứ tiếp diễn, thì chỗ này phải là have been wondering. Nhưng mà câu câu chúng ta là suy luận ở hiện tại chắc chắn. Bạn nào viết cái này mới đúng nè. Must be wondering mới đúng nha. Đó, viết như vậy mới đúng các bạn nha. Bạn nào từ từ tự nhiên chữ để viết hoa, sẽ có nhiều bạn hỏi thầy là tại sao thầy phải thầy viết hoa, thì bạn chắc chắn đang tự hỏi là tại sao tôi viết lại. Thầy viết lại nha. Tôi đã không gọi bạn for so long. Xong. Câu số 3 thầy đã xong các bạn nha. Câu số 4 là câu cổ điển các bạn nè. Thầy thấy 5 câu đầu tiên á giống như là cho các bạn ăn điểm cho nó vui vui đó quá. Câu số 4. Ngay khi thì. Ngay lập tức sau khi chiến thắng, người này bắt đầu rèn luyện tới mức độ tiếp theo. Thì trong câu này nè, no sooner cộng quá khứ hoàn thành đảo ngữ bạn nha. Thì ngay khi người này cộng quá khứ hoàn thành đảo ngữ nè, Sandy nè, chiến thắng nè, cuộc đua, thì chữ Dan nè, cộng quá khứ đơn nha, thì began training nè, for the next one. Xong các bạn nhá. Câu số 4 là câu rất nhẹ nhàng luôn. Còn câu số 5 là câu gặp hoài đó bác. Câu số 5 là câu gặp hoài các bạn nè. Tôi chưa bao giờ gặp một vũ công tài năng như là Helena. Helena là vũ công tài năng nhất mà tôi từng gặp. Nhấn mạnh so sánh nhất dùng chữ bài pha. Đó, nhấn mạnh so sánh nhất dùng chữ bài pha. Rồi, thầy viết thôi. The most nè, talented nè, dancer các bạn nha. Tôi đã từng biết, I have, tôi đã từng seen, rồi chấm cái. Xong, câu số 5 là câu nhẹ nhàng các bạn nha. Câu số 5 câu nhẹ nhàng, thầy thấy quá trời bạn đúng đó nha, thầy thấy rất nhiều bạn làm tốt đó nha. Tiếp tục nè. Thầy qua câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo các bạn nè. Mấy câu sau đó. Nó hơi khó hơn chút các bạn nè. Câu 6. Tôi quên sinh nhật của anh ấy tuần trước. Và tôi không biết làm thế nào để mà make it up to someone. Là đền bù các bạn. Là bù đắp. Nha. Make it up to him là bù đắp các bạn. Thì trong câu này các bạn nè, trong câu này là cho bạn chữ amends. Các bạn lưu ý nè, bạn nào mà make amends to him là sai đó nha. Bạn nào mà viết là make amends to him là sai đó. Ở đây không có to someone mà là for something, nên các bạn phải cẩn thận câu sau. Bạn nào không cẩn thận là sai đó. Tôi quên sinh nhật và tôi không biết cách để bù đó. Rồi cho thầy biết nè. Trong câu này thầy không biết là I forgot. Thầy không biết là I forgot. Rồi chỗ này là how to make amends to him. Bởi vì thầy biết kiểu đó không có được, không có được. Nên thầy phải biết được cách khác. Ở đây là thầy biết nè. Tôi không biết. I don't know nha. How to nè. How to nè.
Khó nhất chỗ này các bạn nè. Make a mess. Make a mess. For các bạn nè. For something. Các bạn nhá. For something. Thầy không dùng lại cái câu của người ta. Thầy không dùng viết y chang được. Bởi vì cái lý do chỗ này nè. Là make a mess. For something. Hoặc là by cộng verb in. Ở trong trường hợp này thầy phải dùng là for something có đúng. Rồi thầy viết nè. For my forgetting his birthday. Rồi, birthday last week. Xong. Câu thứ 6 đã xong các bạn nè. Thì trong câu này đó, thầy thêm chữ my vào cho nó hay nha. Có chữ my vào nó hay đó bác. Nếu như bạn nào mà không chữ my á, chấp nhận luôn. Các bạn nha, chấp nhận luôn. Thầy thêm chữ my vào cho nó hay. Để nói rõ ràng là I won. Bạn nào không có câu này được cũng được luôn. Thầy câu số 7 các bạn nè. Câu số 7 nè. Họ đã khám phá một vài cái thông tin thú vị. Cái từ khám phá các bạn nè. Có từ khám phá đó. Viết như thế nào khi được cho bạn chữ like. Rồi thầy viết các bạn nè. Câu số 7 nè. Thầy viết nè. Một vài mẫu thông tin thú vị. Interesting nha. Pieces of information. Câu trên thì hiện tại. Câu trên thì hiện tại. Nên câu này thầy sẽ quên ở hiện hoàn thành các bác. Câu trên thì hiện tại hoàn thành. Nên trong câu này thầy sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành luôn các bạn nha. Hiện tại hoàn thành luôn. Trong câu này thầy dùng chữ have các bạn nha. Bởi vì chủ ngữ của chúng ta là một vài mẫu tin nè. Thông tin thì đếm không được. Nhưng mẫu tin á, thì đếm được các bạn nha. Ở đây dùng số nhiều nè. Rồi, have come to life. Đó, collision đó. Have come to life. Bạn nào mà viết là have been brought to life cũng được luôn. Các bạn nha. Bạn nào mà been brought to life hoặc come to life chấp nhận luôn trong câu này. Câu số 7 thì đã xong các bạn nè. Thầy đã xong câu số 7. Bây giờ thầy qua câu số 8 các bạn nè. Thầy qua câu số 8 nha. Câu số 8. Khi họ đưa ra cái tin tức. Người này cực kỳ bình tĩnh luôn. Khi họ mà brought the news là đưa ra tin tức. Người này cực kỳ bình tĩnh luôn. Rồi thì đây nè, chỗ này là cực kỳ bình tĩnh và có kiểm soát. Sử dụng một cái idiom nào mà nó mang ý nghĩa như thế này nha. Rồi thì biết nè, câu số 8. Khi họ đưa ra tin tức nè, thì người này sao lý các bạn nè. Đây chính là idiom các bạn nha. Not nè. Ở đây thầy dùng did not turn a hair. Đó, một cái idiom đó. Bạn nào mà viết câu nhiều của Olympic á, mấy câu này bạn gặp hết đó các bạn. Mấy câu này bạn gặp hết á. Mấy câu khó này nè. Thầy nói mấy câu khó này nè. Đó, mấy câu khó này nè. Nha. Xong các bạn nè. Thầy đã xong câu số 8 nha. Bây giờ thầy qua câu 9 các bạn nè. Câu 9. Họ có một cuộc thảo luận rất dài. Họ có một cuộc thảo luận rất dài. Về vấn đề nhưng mà... À rồi, chúng tôi chứ. Chúng tôi có một cuộc thảo luận về... Rất lâu về vấn đề. Nhưng mà chúng tôi không xử lý được nó. Câu này bạn viết như thế nào bạn nè? Rồi câu này nha. Cho bạn chữ làm. Chắc chắn là thầy sẽ viết theo cách khác rồi. Thầy không viết theo cái cách này được. Rồi thầy viết các bạn nè. Có một cuộc thảo luận. Có nghĩa là chúng tôi thảo luận.
Cái vấn đề nha, the problem nè, chỗ này bạn nó dùng chữ about là sai nha. Đây bạn nè, chỗ này bạn nó dùng chữ about là sai nè, thầy bỏ đi bạn nè, bạn nó dùng chữ about là sai đấy. Thầy thấy các bạn dùng cái từ là go to any length là không đúng đâu nha. Bạn nào mà dùng cái từ go to any length là bạn dùng một cái idiom theo nghĩa khác nha, theo nghĩa khác các bạn. Có nghĩa là bạn dùng cái idiom gọi là làm bất cứ giá nào, nên nên bạn không đúng rồi. Còn trong câu này thì dùng cái từ at đó, có nghĩa là for a long time. Đây chính là for a long time. Rồi thầy viết lại khúc sau nè, but nè, we could not nha. So it. Xong các bạn nè. Câu 9 thì đã xong nè. Thầy đã xong câu thứ 9 nha. Tiếp tục thầy qua câu thứ hai các bạn nè. Câu thứ hai. Câu số 10. Jack không đề cập cái cuộc hội thoại trước đây xíu nào hết. Jack không đề cập. Có nghĩa rằng Jack did not make nè. Câu phủ định thầy dùng chữ any nè. Reference các bạn nha. To. Chúng thầy có cái từ make reference to đề cập đó. Ở đây không đề cập là did not make. Thầy thêm chữ any bởi vì nó là câu phủ định cho nó hay. Rồi thầy viết lại không biết sao. Previous conservation nha. Câu số 10 thì đã xong các bạn nha. Câu số 10 thì đã xong. Bạn nào mà dùng dùng là may no preference được luôn nha. Bạn nào mà dùng là may no preference được luôn các bạn nha. Đúng luôn. Đó, bạn dùng may no preference đúng luôn. Thầy đã xong đề thi chuyên Anh Thanh Hóa các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ theo dõi video của thầy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào theo dõi video nhớ like giúp thầy cái. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thầy sẽ dừng video này tại đây các bạn nha.